máy massage bấm huyệt mắt Xiaomi ZBudge E9. Massage kết hợp âm nhạc tạo nên một không gian lý tưởng giúp thư giãn đôi mắt và tâm trí vô cùng hiệu quả. Trang bị tới 16 đầu massage 3D mô phỏng phương pháp bấm huyệt Shiatsu tiên tiến. Với mỗi một đầu massage được điều khiển độc lập như mỗi ngón tay của chuyên gia massage, chính xác nhấn vào từng huyệt đạo quanh mắt giúp thư giãn các cơ mắt, giảm mỏi mắt hiệu quả, mang lại đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Máy sở hữu tới 4 chế độ massage đa dạng, bao gồm chế độ massage toàn diện, chế độ massage chăm sóc, chế độ massage thư giãn bảo vệ mắt và chế độ massage ngủ. Ngoài vẻ đẹp thanh lịch tinh tế, E9 còn độc đáo với thiết kế chạm trổ khắc laser nhiều lỗ nhỏ, giúp người dùng có thể nhìn xuyên môi trường xung quanh vô cùng thuận tiện. Máy có khả năng massage thư giãn và kết hợp âm nhạc, có thể kết nối Bluetooth với điện thoại dễ dàng, nghe nhạc thoải mái tùy sở thích cá nhân trong lúc massage. Đặc biệt, với thiết kế có thể gập đôi siêu gọn, dễ dàng bỏ túi mang theo người sử dụng bất cứ nơi nào bạn muốn. Bên cạnh đó, E9 còn được trang bị cổng sạc USB Type-C tiên tiến, tương thích tốt với nhiều thiết bị sạc, thuận tiện sạc và sử dụng mọi lúc mọi nơi.